Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Giọng Hát Việt, và không làm mất thời gian của quý vị hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh của thí sinh Đào Bá Lộc. Thí sinh đang rất háo hức cho phần thi của mình. Có năng khiếu vẽ từ lúc rất là nhỏ. Cháu vẽ những cái gì xảy ra trong cuộc sống của cháu, nên khi mà tốt nghiệp cấp 3 thì Lộc đã thi vào trường Đại học Văn Lang ngành thiết kế. Chính vì tính cách rất nhạy cảm của cuộc sống xung quanh nên Lộc có cái nhìn sắc sảo về cái nghề nghiệp mà Lộc đang theo đuổi. Kể cả câu phiêu giữa gần và lên giọng gió, em chuyển một cách rất là tốt. Ngoài cái năng khiếu mà vẽ của Lộc đó, thì Lộc cũng rất là yêu thiên nhiên. Mỗi lần về nhà hay chăm sóc cây cảnh hoặc là vật nuôi trong nhà. Đó cũng là cái niềm đam mê của Lộc. Cho đến khi Lộc tham gia cái chương trình Giọng Hát Việt, gia đình chúng tôi lúc nào cũng ủng hộ Lộc cho cháu thử nghiệm với lại cái đam mê của mình. Baby, can't you see I'm lonely? A guy like you should when I want it. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. It's dangerous, I'm loving. Too high, I can't calm down. Losing my head, spinning round and round. Oh, you feel me now. With a taste on your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sick. Oh, with a taste of the poison paradise, I'm addicted to you, and you know that you're toxic. Intoxicate me now with your love, me now. Talk, 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 talk. Intoxicate me now. I think I'm ready now. I'm addicted to you, and you know that you're toxic. Intoxicate me now, I think I'm ready now. Toxic, intoxicate me now, with your love now. Oh, 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 đó thì bạn đã làm hài lòng những khán giả yêu mến bạn, và chắc chắn với những người hài lòng thì họ sẽ soạn tin mã số bình chọn của bạn gửi về tổng đài 6258. Và thưa quý vị, mã số bình chọn của Đào Bá Lộc đó chính là 27. Chúc mừng bạn, mời bạn trở lại vòng truyền thông. Thưa quý vị,